Xin chào tất cả mọi người. Trong phần đọc báo thư pháp này, chúng ta sẽ đọc một bài báo trích từ trong nhật báo điện tử Le Courrier du Việt Nam, số ra ngày 29 tháng 5, 2024, có đề tựa là Le 9e Salon International Index Việt Nam 2024. Chữ salon này có nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất chúng ta thường gặp đó là một cái phòng khách trong một gia đình. Ở đây người ta dịch là triển lãm quốc tế. Triển lãm quốc tế lần thứ 9, và đây là một chữ viết tắt, chúng ta sẽ coi nội dung ở bên dưới. Triển lãm quốc tế Index ở Việt Nam 2024. Le 9e Salon International du Bétail, des Volailles, des Produits Laitiers, de la Transformation de la Viande et de l'Aquaculture Index Vietnam 2024 a lieu du 29 au 31 mai au Centre des Foires et Expositions Internationales de Saigon, dans la mégapole du Sud. Triển lãm quốc tế thứ 9 về gia súc. Bê tai là những con gia súc lớn ăn cỏ, chẳng hạn như trâu, bò, ngựa, dê, cừu, người ta gọi là bê tai. De volai, volai là danh từ feminine, là gia cầm. Gia cầm là những thứ gà vịt, ở đây chúng ta thấy gà vịt, ngan ngỗng, rồi chim cút người ta nuôi, gọi là la volai. Les produits laitiers, produit là sản phẩm, laitier là liên quan tới sữa, sản phẩm từ sữa. Chúng ta thấy trong này có danh từ le, le là sữa, laitier là thuộc vị sữa. Ví dụ chúng ta có danh từ une vache laitière, về cái bò này người ta nuôi để lấy sữa, còn bò cái này nuôi cốt ý để lấy sữa. Như vậy chúng ta gọi là vache laitière, bò sữa. Còn sản phẩm từ sữa, de la transformation de la viande, chế biến thực, chế biến thịt, et de l'aquaculture, chúng ta có tiền tố aqua là thuộc về nước, culture là chăn nuôi. Như vậy chăn nuôi ở trong nước tức là nuôi trồng thủy sản. Index, và chúng ta viết tắt như vậy là Index ở Việt Nam 2024, diễn ra từ ngày 29 cho tới ngày 31 tháng 5 au Centre des Foires et Exposition Internationale de Saigon, viết tắt là SOCC. Và trong báo chí Việt Nam, người ta dịch chữ này là Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, SOCC, ở thành phố Hồ Chí Minh, dans la mégapole du Sud. Sud đây là miền Nam Việt Nam. Mégapole là một thành phố lớn. Ở miền Nam Việt Nam có thành phố lớn là Sài Gòn, ở miền Bắc có thành phố lớn là Hà Nội. Như vậy khi người ta nói là la mégapole du Sud, chúng ta hiểu đó là nói về Sài Gòn. L'événement organisé par la SARL VNU Exhibition Asia Pacific, Pays-Bas, en coopération avec le Centre des conférences et expositions TCC, Thaïlande, et sous l'égide du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural du Vietnam, vise à présenter et promouvoir les solutions et technologies pour l'élevage de bétail et de volaille, la production laitière, la transformation des viandes et l'élevage aquatique, à mettre à jour les tendances du marché et les critères d'élevage afin de renforcer l'import-export et les échanges commerciaux et de rétablir les partenariats en la matière entre les entreprises domestiques comme étrangères. Vậy, chúng ta thấy cái câu này gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 hàng. Nhưng mà nó chỉ có một mệnh đề thôi. Cái sự kiện này, cái sự kiện là chúng ta gọi là triển lãm quốc tế, không phát âm ký tự O nhé, Evenement, không phát âm ký tự O. Sự kiện này được tổ chức bởi công ty trách nhiệm hữu hạn VNU Exhibition Asia Pacific của Hà Lan, Pays-Bas là nước Hà Lan. Và chúng ta thấy SARL là viết tắt của Société, là một cái xí nghiệp, là một công ty, à Responsabilité Limitée, SARL, công ty trách nhiệm hữu hạn. Sự kiện này được tổ chức bởi công ty trách nhiệm hữu hạn VNU của Hà Lan, en coopération avec, với sự hợp tác cùng với Le Centre des Conférences et Expositions TTC Thaïlande, cùng với sự hợp tác của Trung tâm Hội thảo và Triển lãm TTC của Thái Lan, et sous l'égide du, sous l'égide là dưới sự bảo trợ của, dưới sự bảo trợ của sous l'égide du, của Bộ Ministère de l'Agriculture,
Bộ Nông nghiệp Edu Development Rural du Việt Nam, chúng ta không phát âm cái từ này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam, Rural là tính từ của Campa, nghĩa là đồng quê. Le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural du Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam. Và cái sự kiện này nhắm tới, ở đây chúng ta có động từ này, nhắm tới thứ nhất là nhắm tới cái việc thứ nhất là trình bày ra và xúc tiến những cái giải pháp và những kỹ thuật cho việc chăn nuôi gia súc và gia cầm, cho việc sản xuất sữa, cho việc chế biến thịt, cho việc nuôi trồng thủy sản. Và chúng ta lại có chữ A nữa và nhắm tới việc thứ hai. Nhắm tới việc thứ nhất là trình bày và xúc tiến, nhắm tới việc thứ hai là mettre à jour les tendances du marché. Mettre à jour là cập nhật những cái xu thế của thị trường và những cái tiêu chí, criteria là những cái tiêu chuẩn của chăn nuôi nhằm vào việc offender, nhằm vào việc offender. Ở đây chúng ta để ý dưới từ đời số 1, nhằm để thứ nhất là tăng cường việc xuất nhập khẩu và các cái trao đổi thương mại, và việc thứ hai là nhằm vào offender và để thứ hai để tạo ra một cái sự đối tác trong cái lĩnh vực này, Olamache. Ở đây chúng thấy Olamache người ta dùng mạo từ xác định là cái việc trên này này để nhắm tới tạo ra cái sự đối tác trong cái lĩnh vực này. Chúng ta vừa liệt kê bên trên tất cả những cái hoạt động kinh tế về nông nghiệp đó, Olamache giữa các xí nghiệp trong nước cũng như nước ngoài, domestic là trong nước. Vậy chúng ta thấy ở trong câu này chỉ có một động từ chính là động từ vise, chỉ có một động từ này thôi, nhưng mà nó sẽ đưa ra nhiều cái mệnh đề phụ. Chúng ta coi lại cái đoạn này, 10 hàng này nhưng mà chỉ có một mệnh đề. Sự kiện này được tổ chức bởi công ty trách nhiệm hữu hạn VNUF với sự hợp tác của Trung tâm Hội thảo và Triển lãm TTC và dưới sự bảo trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Sự kiện này nhắm tới việc thứ nhất là trình bày và xúc tiến các giải pháp và các kỹ thuật cho chăn nuôi gia súc, cho việc nuôi gia cầm, cho việc sản xuất sữa, cho việc chế biến thịt, cho việc nuôi trồng thủy sản, thứ nhất. Và thứ hai là nhắm tới việc cập nhật hóa những cái xu thế ở trên thị trường và những cái tiêu chí của chăn nuôi nhằm để thứ nhất tăng cường việc xuất nhập khẩu và trao đổi thương mại, về việc thứ hai nhằm vào thiết lập ra cái mối quan hệ đối tác trong lĩnh vực này giữa các xí nghiệp trong nước cũng như nước ngoài. Như vậy chúng ta thấy tất cả mọi yếu tố xung quanh đều xoay quanh cái động từ VGA, nhắm tới sự kiện này, nhắm tới các cái việc này, và các cái việc này lại có mục đích, offender có mục đích thứ nhất là tăng cường xuất nhập khẩu, mục đích thứ hai là thiết lập một cái mối quan hệ đối tác giữa các xí nghiệp trong nước và nước ngoài. Ở trong số 8 chúng ta thấy có động từ promouvoir. Động từ promouvoir nó đưa ra một cái danh từ mà chúng ta rất là quen là la promotion. Promotion chúng ta đi vào trong các cơ sở thương mại, nhất là các siêu thị, các trung tâm lớn thì chúng ta dịch cái chữ này là khuyến mãi. Promotion là khuyến mãi. Khuyến mãi tức là khuyến khích người ta mua, mãi là mua, khuyến khích người ta mua. Như vậy khuyến khích người ta mua tức là xúc tiến thương mại, làm cho cái việc xúc tiến, làm cho cái việc thương mại mua bán nó tăng trưởng lên. La promotion xuất phát từ động từ promouvoir. Động từ mettre à jour chúng ta tạm dịch là cập nhật. Cập nhật thì người ta hiểu ngay tức là cập nhật, tức là có những cái số liệu mới nhất. Ở đây không hẳn là như vậy. Cập nhật ở đây là làm cho nó có tính thời sự. Cập nhật ở đây có nghĩa là làm cho nó hiện đại hơn. Cập nhật ở đây có nghĩa là làm cho một cái sự việc gì đó nó thích ứng với những kỹ thuật tiên tiến nhất. Vậy mettre à jour là chúng ta làm cho những cái gì mà nó đi chưa kịp với cái đà tiến bộ của kỹ thuật, nó có thể đuổi bắt kịp. Như vậy hội nghị này nhằm làm cho nền chăn nuôi, nền nông nghiệp của Việt Nam bắt kịp được các xu thế của thị trường thế giới và các cái tiêu chuẩn về chăn nuôi của thế giới. Mettre à jour là như vậy, chứ không phải đưa ra những số liệu cho nó đúng với ngày hôm nay. Chúng ta thường gọi cập nhật là đưa ra số liệu mới nhất. Và le partenariat là quan hệ đối tác, và chúng ta có danh từ là partenaire, là một đối tác. Partenaire ở trên là sự, là một danh từ trừu tượng, quan hệ đối tác ở đây là một cái đơn vị cụ thể. Index Việt Nam 2024 a rassemblé 230 exposants nationaux
et internationaux provenant de 32 pays, régions et territoires, dont le Vietnam, les Pays-Bas, la Thaïlande, le Brésil, la France, l'Allemagne, les États-Unis. Hội chợ triển lãm quốc tế Việt Nam 2024 đã quy tụ, rassemble, quy tụ lại về một chỗ, quy tụ lại 230 ở trong báo Việt Nam thì dịch là gian hàng, exposant thực sự là những cái đơn vị tới để đưa ra trình bày những cái sản phẩm của mình. Chứ không phải là gian hàng cụ thể mà chúng ta thấy ở ngoài chợ, người ta gọi là stand. Ở đây chúng ta thấy exposant là những người triển lãm, nhưng mà trong báo của Việt Nam dịch là những gian hàng quy tụ 230 gian hàng. Nhưng mà thực sự ra quy tụ 230 những người tới dự hội chợ ở trong nước cũng như ở quốc tế. Provenance, động từ provenir là đến từ. Đến thì từ, chữ đờ này có nghĩa là from. Đến từ 32 quốc gia, vùng và lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, Hà Lan, Thái Lan, Brazil, nước Pháp, nước Đức và nước Mỹ. Les produits présentés allaient de l'élevage à la médecine vétérinaire, en passant par les équipements d'exploitation agricole, les outils de transformation, d'emballage, de manutention et de réfrigération des eaux, l'alimentation animale, les matières premières additives pour l'alimentation animale, les équipements d'incubation des eaux, les équipements industriels de transformation des aliments, les céréales et les matières premières, les laboratoires, les équipements et services de test, la logistique et l'expédition de frais, la transformation de la viande, l'assaisonnement, l'emballage, la manutention, la réfrigération, le matériel d'abattage et les équipements pour le traitement des eaux usées. Vậy chúng ta thấy trong câu này cũng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cũng 10 hàng và chỉ có một câu thôi, nó chỉ là một mệnh đề thôi. Chúng ta coi lại các cái sản phẩm được trình bày thì đi từ, ở đây chúng người ta dùng động từ aller ở imparfait bởi vì cái cuộc triển lãm này nó đã diễn ra vào cuối tháng 5, bây giờ là đầu tháng 6, như là thuộc về quá khứ, người ta dùng động từ này ở imparfait. Các cái triển lãm, các cái sản phẩm đã được đưa ra đó thì đi từ aller de, đi từ cho đến, giờ để chúng ta không có để cái dấu phẩy, đi từ việc chăn nuôi cho tới thuốc thú y, medicine veterinaire, medicine là thuốc men, veterinaire, thuốc thú y, en passant par, và đi ngang qua, tức là trong đó còn có les équipements, những cái thiết bị khai thác nông nghiệp, những cái dụng cụ để chế biến, ở đây chúng ta đọc là les outils, không phát âm ký tự L, les outils, các cái công cụ để chế biến, để đóng gói, để làm việc chân tay, manutention chẳng hạn như cuốc xẻng vân vân, người ta phải làm bằng tay ấy. Và các cái thiết bị để mà các cái dụng cụ để mà làm lạnh trứng, refrigeration, làm lạnh trứng, rồi thức ăn gia súc, các cái nguyên vật liệu, các cái chất thêm vào, các cái phụ gia, les matières premières là một, les matières additives, các cái phụ gia dành cho thức ăn gia súc, alimentation animale, thức ăn dành cho súc vật, les équipements d'incubation des œufs, incubation là việc ấp cho trứng nó nở ra, và các cái thiết bị để ấp trứng, les équipements industriels de transformation des aliments, các cái thiết bị công nghiệp để chế biến thức ăn, les céréales et matières premières, các cái ngũ cốc và các nguyên vật liệu, les laboratoires, các phòng thí nghiệm, les équipements et services de test, các thiết bị và các cái dịch vụ để làm xét nghiệm, la logistique là hậu cần, et l'expédition de frais, frais là cái cước vận chuyển hàng hóa, la transformation de la viande, chúng ta gặp bên trên rồi, chế biến thịt, l'assaisonnement, việc nêm nếm gia vị, l'emballage là đóng gói, la manutention, công việc chân tay, chẳng hạn như là chúng ta phải khiêng, phải vác, phải đào, phải xới, la refrigeration làm cho nó lạnh, le matériel d'abattage các cái vật liệu để mà giết mổ gia cầm. Ở đây chúng ta dừng lại để nói về cái chữ abattage. Abattage là làm cho nó đổ sập xuống, do bởi vì nó xuất phát từ động từ abattre, ví dụ như một cái cây nó đang đứng và bây giờ chúng ta hạ xuống, giống như là trong trong cái hình này đây, những người thợ này họ hạ một cái cây xuống,
như vậy là abattre, và một con vật nó đang sống bây giờ mình hạ nó xuống, giết mổ nó đi để cho nó lấy thịt của nó để mà chế biến thì cũng gọi là abattre. Như vậy l'abattage ở đây chúng ta không có dịch là hạ cây hay là gì đó, mà chúng ta dịch là giết mổ, con vật nó đang đi, nó đang sống, bây giờ giết nó đi, mổ nó ra, gọi là giết mổ. Và chúng ta có danh từ anabatoa. Anabatoa là một cái lò giết mổ giống như ở đây này, một cái lò giết mổ. Và chúng ta lại có một cái chữ kế tiếp nữa là l'équipement, chúng ta không phát âm cái từ P này, l'équipement pour le traitement, ở đây cũng không phát âm cái từ E này, l'équipement pour le traitement des eaux usées, eau usée là nước đã qua sử dụng, xử lý nước đã qua sử dụng, chúng ta tạm dịch là xử lý nước thải. Như vậy chúng ta lại nói lại, đây là một câu có tới 10 hàng, nhưng mà chỉ có một động từ thôi. À, đây là động từ de produit này, à đây là động từ đây này. Các cái sản phẩm nó đi từ việc chăn nuôi cho tới thú y, rồi đi ngang qua những cho đến mùa vàng, đi qua những cái này, rồi tất cả những cái, đây là cái danh từ đi theo cái động từ này, đi từ các cái sản phẩm này nó có mặt, kể từ chuyện chăn nuôi cho tới chuyện thú y cho tới các cái thiết bị đóng gói vân vân vân, và ta liệt kê cho tới cuối câu. Forte croissance, croissance là sự tăng trưởng, từ nó xuất phát từ động từ croître, croître là tăng trưởng. Vi và ý từ y này chúng ta có là y ascensive complex, croître là tăng trưởng, và danh từ là croissance, là croissance là sự tăng trưởng rất là mạnh. Lors de la cérémonie d'ouverture le 29 mai, Phùng Đức Tiến, vice-ministre de l'agriculture et du développement rural, a souligné l'importance du salon index ainsi que les contributions significatives du Vietnam ces dernières années en termes d'élevage de bétail et volaille, de production laitière et d'élevage aquatique, et ce, en dépit des impacts du changement climatique et des périodes de crise sanitaire provoquées par la pandémie de COVID-19. Trong cái lễ khai mạc vào ngày 29 tháng 5, thì ông Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tên là Phùng Đức Tiến, ông ta đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của cái cuộc triển lãm Index này, cũng như là nhấn mạnh tới các cái sự đóng góp, contribution là sự đóng góp, danh từ là contribuer, và danh từ là contribution, tính từ significative là có ý nghĩa. Ông ta cũng nhấn mạnh tới các cái đóng góp có ý nghĩa của Việt Nam trong những năm gần đây. En termes de, tôi đánh màu vàng cái chữ này bởi vì chúng ta sẽ gặp mấy lần nữa ở phía sau. En termes de, và chúng ta để ý luôn luôn có s, en termes de, luôn luôn có s. En termes de, đối với danh từ có nghĩa là trong lĩnh vực, dans le domaine de, en ce qui concerne, relativement à, quant à, pour ce qui est de, tức là liên quan tới cái gì, trong lĩnh vực gì. Ông ta đi nhấn mạnh tới các cái sự đóng góp ý nghĩa của nước Việt Nam trong những năm gần đây, trong việc chăn nuôi gia súc, trong việc chăn nuôi gia cầm, trong việc sản xuất, ở đây chúng ta thấy en termes de này, ở đây có chữ de nữa này, và trong việc sản xuất sữa, và trong việc chăn nuôi trồng thủy sản, tất cả những chữ đờ là đi theo với en termes de. Và cái điều này, chữ sơ và cái điều này là tất cả những cái đóng góp ý nghĩa này, en dépit de, mặc dù cho dù bất chấp những cái tác động của việc thay đổi khí hậu và những cái thời kỳ khủng hoảng về y tế gây ra bởi đại dịch COVID-19. Chữ sơ này tôi cũng đánh màu vàng đây để chúng ta để ý được cái cách hành văn này. Tôi xin dịch lại, trong trong ngày khai mạc vào ngày 29 tháng 5 thì ông Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tên là Phùng Đức Tiến đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của triển lãm Index cũng như là tầm quan trọng của các cái đóng góp có ý nghĩa của Việt Nam trong những năm gần đây về mặt chăn nuôi gia súc gia cầm, về mặt sản xuất sữa và về mặt nuôi trồng thủy sản. Và tất cả những điều này đã diễn ra mặc dù có những cái tác động của việc thay đổi khí hậu và vậy có chữ đờ nữa, và những tác động của những cái thời kỳ khủng hoảng sức khỏe gây ra bởi đại dịch COVID-19.
Và trong đoạn kế tiếp thì tôi xin đọc nhanh bởi vì nó không có vấn đề gì nhiều để học, nhưng mà nó có những con số đáng tự hào cho nền nông nghiệp của Việt Nam. Comparativement à 2022, so với năm 2022. Comparativement à thì chúng ta có thể dịch là so sánh với, hoặc là en comparaison avec, hoặc là par rapport à, so với, đối chiếu với. Như vậy đây là một cái cách để chúng ta so sánh với 2022. La croissance du PIB de la filière agricole du Việt Nam a atteint 3,83%, dont 5,72% de taux de croissance de l'élevage de bétail, de volaille, de l'aquaculture, contribuant pour plus de 26% au PIB de l'agriculture, a déclaré Monsieur Phùng Đức Tiến. Ông Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã tuyên bố như sau: so với năm 2022, thì việc tăng trưởng PIB của ngành nông nghiệp của Việt Nam đã đạt 3,38%, trong đó 5,72% là ta đã tăng trưởng của việc chăn nuôi gia súc và gia cầm và nuôi trồng thủy sản. Đóng góp hơn 26% cho PIB của ngành nông nghiệp. Chúng ta lại gặp contribution đi với giới từ à đây này. Ở trên chúng ta có danh từ contribution đi với à, thì ở đây chúng ta lại gặp động từ contribuer. Và sau đây là những cái con số chúng ta cũng thấy là đáng đáng tự hào cho nền nông nghiệp của Việt Nam. En 2023, trong năm 2023, tức là năm vừa qua, la production de viande de toutes sortes a atteint 7,79 millions de tonnes. Việc sản xuất thịt đủ mọi loại đã đạt được 7,79 triệu tấn. En plus de 1,17 millions de tonnes pour la production de lait frais, cộng với 1,17 triệu tấn sữa tươi, et 19,2 milliards và 19,2 tỷ quả trứng. L'élevage porcin du Việt Nam continue de se classer cinquième au monde en termes de nombre de bêtes et sixième en termes de production. Chúng ta lại gặp chữ en termes de, chúng ta đã coi ở bên trên en termes de, và đây cũng là en termes de. Và ngành chăn nuôi heo, chăn nuôi lợn, porcine là con heo, con lợn, việc chăn nuôi heo của Việt Nam tiếp tục xếp hạng thứ năm trên thế giới, như vậy là con số đáng kể, xếp hạng thứ năm trên thế giới về tính theo đầu súc vật và đứng hạng thứ sáu trên thế giới tính về sản lượng. L'élevage de volaille se classe au premier rang mondial. Còn việc chăn nuôi gia cầm thì hàng số 1 thế giới. Đây là điều mà chúng ta cũng thấy là ngạc nhiên. Nước Việt Nam rất là nhỏ, nền nông nghiệp thì cũng chưa phát triển mà có cái nền chăn nuôi gia cầm hàng đầu thế giới. Et la production industrielle d'aliments pour animaux de se classe au premier rang en Asie du Sud-Est. Và về các cái ngành nông nghiệp thực phẩm và gia súc á, thì đứng hàng thứ nhất ở trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đây là những con số đáng tự hào. Công nghiệp về thực phẩm thì đứng hàng số 1 ở vùng châu Á Thái Bình Dương. Chăn nuôi gia cầm thì đứng hàng số 1 thế giới, chăn nuôi heo thì đứng hàng thứ 5 thế giới. Và tiếp đến là một vài con số về ngành sản xuất sữa. L'industrie laitière du Việt Nam a quant à elle une histoire de développement différente des autres industries de l'élevage. Ngành công nghiệp sữa của Việt Nam thì có một cái lịch sử phát triển khác với các cái ngành công nghiệp chăn nuôi khác. Elle nécessite des connaissances techniques assez rigoureuses, mais a jusqu'à présent affirmé son efficacité. Cái ngành sản xuất sữa đòi hỏi những kiến thức về kỹ thuật rất là ngặt nghèo, nhưng cho tới nay ngành sản xuất sữa cũng đã khẳng định cái sự hữu hiệu của mình. La croissance de la production laitière est toujours établie à deux chiffres. Và việc tăng trưởng của ngành sản xuất sữa luôn luôn ở hai con số là từ 10 đổ lên, một con số là từ dưới 10, chẳng hạn 9,5% thì mới là một con số, 10 rồi nhân cứ cứ tiến lên, như vậy là hai con số, tức là tăng trưởng rất là nhiều. Khi người ta nói là la croissance à deux chiffres là chúng ta thấy là tăng trưởng rất là cao, từ 10% đổ lên rất là cao. Và sau đây là một số thành tích. Une entreprise laitière du Việt Nam apparaît dans le top 5 brand finance des marques de lait les plus durables à l'échelle mondiale. Có một xí nghiệp sữa của Việt Nam, ông thị trưởng này không nói tên ra, một xí nghiệp sữa của Việt Nam đã xuất hiện trong top 5
của các cái thương hiệu sữa có tính bền vững ở mức độ toàn cầu. Le top 10 des marques de lait le plus précieux à l'échelle mondiale và xuất hiện ở trong top 10 các cái thương hiệu sữa quý nhất ở trong mức độ toàn cầu. Et le top 2 des marques fortes à l'échelle mondiale và đứng ở trong top 2 của những cái thương hiệu mạnh ở trên mức độ toàn cầu. Chúng ta để ý à l'échelle mondiale tính ở trên mức độ toàn cầu, tức là một vị trí rất là cao. Chúng ta biết là trên thế giới có 200 quốc gia, thì có những quốc gia sản xuất sữa rất là mạnh, có truyền thống lâu đời mà Việt Nam đã lọt vào trong top 5, top 10 và về kể cả top 2 nữa. Xin chào tất cả mọi người.